anh Nguyên đóng phim về cái một action để mà đánh giọng phải không? Và bây giờ cái action này chùa Sáu Lợi mình sẽ mời đánh giọng sáng. Cảm ơn thầy. Đây là cái gọi là cái bốn bộ phế đầu tiên mà đang muốn tới chùa Sáu Lợi để mà thưởng thức. Thì hy vọng là tất cả nhiều khán giả đến đây để mà thưởng là bộ phế tuyệt vời nhất của Sáu Lợi nó như thế nào. Bốn bộ phế của Sáu Lợi nó rất tuyệt vời đấy quý vị. Nhân Tâm Linh hôm nay sẽ trình bày cho quý vị về ngày lễ hội nhân mẹ. Do chính Đan Nguyên sáng tác và can luôn. Cái bài đó có chủ đề là gì Đan Nguyên anh? Dạ, cái bài đó là nhớ mẹ. Cho một câu đầu cho Đan Nguyên. Một câu đầu nào đúng rồi, nhớ mẹ. phải tới đây mới nghe được chứ. Đó là chủ đề. Thôi, nhớ mẹ rồi. Nhưng mà Đan Nguyên vừa tiết lộ bí mật là mới sáng tác một bài nhạc tình Bonero. Dạ. Chủ đề là gì vậy Đan Nguyên? Dạ, nhớ mẹ rồi. Không, bài Bonero mà chủ đề bài nhạc tình Hoa Rừng. Chuyện hoa rừng. Dạ. Mà chuyện này đâu có phải là lạc do cái gì hoa mắc cỡ mà giống cái bài gì đó. Qua dạ. Một rừng hoang phải không? Dạ. Hoa rừng này khác hoa rừng kia hả? Dạ, cái hoa này là hoa dài nên gì nó không mắc cỡ nữa. Không mắc cỡ nữa. Tình cờ lạc vô rừng rồi hái luôn hoa rừng mang về hả? Dạ. Quý vị nhớ tới để nghe cái bài Hoa Rừng sáng tác mới theo tiết tấu bolero của Đan Nguyên mới sáng tác phải không? Dạ. Rồi, thôi giờ mình thích action đi cũng Huế đi có nó nguội.